Cây này cây hải châu dáng bay bay của mình nè các bạn. Được rồi, nó cho qua rất là nhiều, trái rất là nhiều. Mình cắt các bạn, mình cắt hết sau này nó ra qua nữa nè. Cách đây chừng tháng cái gì đó, các bạn thấy không, nó ra qua nè. Đó, ra qua quả đặc kính luôn. Ở dưới quay lên nè các bạn, nó thấy không, qua nè. Hồi rồi qua đặc kính luôn à. Cái này tặng riêng nha các bạn. Cái tặng riêng đó, nó là nó cho qua xiên lắm nha các bạn. Nó này qua rồi, qua luôn đó, qua đặc khến luôn. Nó là vậy, tặng riêng nó là vậy các bạn. Ở dưới lên cho các bạn xem nè, nó qua nè. Cái cây này á, mình thích đó, bây giờ là cái tàn riêng đó bạn. Cái tàn đó mình không có uống sữa, mình chỉ kéo éo sơ sơ thôi nè, mình kéo cái nhánh sơ sơ thôi. Đó. Quá đẹp luôn. Thấy bông không? Bông qua hết hồn. Đây mình làm cái clip ngắn quay lại cho các bạn xem tại đó. Bông qua nào. Cây của mình, vườn mình ra hoa rất là nhiều các bạn. Đây, hoa nè các bạn. Đó. Nở rồi. Qua rất là nhiều. Qua này. Bữa nay là ngày 28 tây các bạn. Đó, các bạn thấy không? Trái nè. Đó, trái. Đó, qua nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Qua đây. Trái. Đây rất là to. Đó, sau những ngón tay đi các bạn. Đó, trái rất là to. Trên này nè. Khoảng nào nè, đậu trái nè. Trái đậu được các bạn. Đó, trái rất là to nè. Mấy con trâu trảo này mình lại quay cái cây này đổ mình hái bỏ trái nó sợ các bạn, nó là chắc chét thôi trái nè, nó lại ăn các bạn. Nó là vừa ra đỏ hồng, hồng là nó ăn rồi. Bởi vậy hôm nay mình làm clip này mình quay kỹ cho các bạn xem để rồi mình thả để nó ăn hết đó. Đó, nó sợ mình hái nè, đừng là lét chét lét chét. Hết thùng qua nè các bạn. Qua chưa? Qua dày sao nó đậu trái ấy các bạn. Đó. Và khủng khiếp luôn. Trái to to không à các bạn. Đó. Đâu phải trái nhỏ đâu. Nè. Giống trái chùm nè các bạn, trái chùm là chùm, trái to là to à. Đó. Nè, à, thấy không? À, trái nè. Quay hết cái cây cho các bạn xem. Đó. Ở đây trong này, trên này á, thì gai mình cắt được, mình mới giờ thì cây này ra nắng các bạn. Cái bên này nè các bạn, bị khuất cái ánh sáng nè. Nó ra khuất cái nắng các bạn, nó ra bông, không có điều. Nè các bạn thấy không? Ra lẹt xẹt, còn mấy bên nắng nè, nó ra nè. Đó, bên nắng nó ra nè. Đó, còn bên này nè, hút nắng nè, hút nắng nó không ra bông ít các bạn. Đó. Đọt nè. Rồi, cây các bạn. Cây này mới vô chậu hôm qua nè các bạn.
đây. Quả quay qua cho các bạn xem, này khoe qua nha các bạn, nè qua nè. Non rồi, nó chưa có ra hoa các bạn. Nó nhánh già già rồi các bạn. Rồi mình quay những cây mà nó ra nhỏ nhỏ thì mình mới quay. Tại nó cây nào cũng có ra hoa nè các bạn. Hoa rất là nhiều nè, các bạn thấy không? Đó. Nhưng mà nó ít ít thôi, mình nó quay cho các bạn xem nè. Cây nào cũng ra hoa hết đó nè. Đó. Này đậu trái luôn nè các bạn. Trái nè, qua nè các bạn, nó qua nè, rất khến luôn, nó theo qua không? Trái nè, món út mình nè, qua thấy món út không, bự hơn món út luôn, qua trái thì bao la, đây qua nè. Cái hoa nào, cái cây nào nó nhìn nó, cái hoa trái to trái này kia nọ thì các bạn cứ chú ý, cái búp nó lớn là trái to, còn búp thì chít 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 thì thôi, không không có gì hết đó. Cái này thì nó bung tàn ra quá nhiều đi, các bạn thấy trái không đó. Trái nè, trái nè các bạn, trái nè đó, thấy trái gì đây, đây trái nè, bữa rồi thầy so đầu ngón tay mình đi, nó thì rất là to nè, so đầu ngón tay mình đi các bạn, đây trái chính nè, theo so ngón út mình đi, rất là to chứ không phải nhỏ các bạn, mà trái đâu phải nhỏ một chùm ít trái đâu, chùm này cũng mười mấy hai chục trái ít đâu, thấy chưa. Đó, còn hoa nè các bạn, nó hoa nè, chỗ nào cũng có hoa hết, hoa nè, mà theo đó cứng luôn, mấy cây thì cho mấy cây nói chung là cho hoa lẹt xẹt thì mình chưa qua chưa đủ thì mình chưa có quay cho các bạn xem, cây này thì nó qua ra cũng quá trời qua rồi các bạn. Qua rất là nhiều. Các bạn thấy qua không? Đậu trái chắc chút chút không ạ. Cây này trái rất là to các bạn. Cây này trái to hơn cái lá. Mình nói qua rồi. Cây này. Đó. Có qua nó nào các bạn. Đó, nó nào. Thấy cây này bữa mình sửa là có lên clip các bạn. Này nó nào qua nè. Cây này cũng vậy nè. Nó qua nó chi chích quá trời qua luôn các bạn, nó cũng phải ra cây trước cây sau, cây này ra sao nó vàng vàng ráo, cây này nó bệnh gì qua nè các bạn, đây thấy qua không, cây này qua hôm trước trái bằng mình không tưởng tượng nổi, cây này, cây này cũng vậy nè, mà thấy hoa nè, hoa nó đặc khến luôn thấy không, hoa nè, nói thật cho mình quay trực tiếp cho các bạn quay tại vườn cho mình bạn xem nè, ra rất là nhiều hoa, đó. Nãy vậy hoa đều luôn các bạn, mấy nhánh dưới nó cũng ra hoa rất là đều nè. Thấy gai lầm lặt à, nó qua nè, cái này đây nè các bạn, cái này nó thấy chín hết rồi, qua nó chen chút ở trong bên trong á, cây này nó qua đặc thù nó lên trong ruột không nè, qua thấy qua chưa, qua trái cây thì thôi thiếu gì, đây qua thấy qua nè, nó khến luôn nè. Các bạn thấy không? Cây này nó trái quanh năm các bạn.
hết đợt qua này tới đợt qua kia, thấy quanh năm luôn á. Qua còn thấy qua không? Cây này mình chơi cái tàn dĩa nha các bạn. Nè các bạn coi nè. Qua bên này cũng vậy nè các bạn. Đó ra. Ra vậy thứ là chịu nổi. Đó. Nó theo. Ra vậy sau trái lớn nổi. Từ gốc lên tới ngọn luôn. Cái đều cây luôn các bạn. Quay hết cho các bạn xem. Quá thôi. Không thể nào tả nổi luôn. Hết cái cây cho các bạn xem, chỗ nào cũng có. Theo. Wow. Có điều cây luôn, cây này nó ra sao không biết, mình biết sao trái nó lớn nổi luôn nè. Từ dưới đất dưới gốc nè. Đó, rồi hết lên cho các bạn xem nè. Thơm cả vùng. Rồi, tiếp cũng chạy các bạn. Mình kết thúc clip tại đây. Đó, các bạn thấy trắng trắng cây này, thấy có hoa không? Không thấy lá nè các bạn. Các bạn thấy không? Đó, hoa không nè. Thấy lá thấy không? Đó, ở dưới này thì nó hơi xưa thấy lá nè. Còn ở trên thấy hoa không nè. Đó. Rồi, clip cũng chạy các bạn. Mình xin kết thúc clip tại đây.